Hi guys, mời chào cô nói trong video ra lời ấy có lưu yên tôi xong và xong phá ra tôi hiểu xong phá ra bệnh lý khó và rồi tôi hơi xe hút phút và ra thì sẽ xót nó kì nó kì và rồi tôi mặt là phá là xót xô kê và rồi tôi xót phút nó nhìn thấy và rồi tôi bá phút nó nhìn thấy và phải đây xe đây xót nằm tôi nè ra nó xót xuân kì thú nhìn thấy rồi tôi hơi xe mỗi gia giám bà hiểu lê anh thay có xuân nó phút nó nhìn Bye.